có một ngôi làng nhỏ nằm bên bờ biển xanh mướt nơi mọi người sống bằng ngư nghiệp trong làng có một cậu bé tên là bin người luôn mơ ước khám phá những bí mật dưới đáy biển mỗi ngày khi các ngư dân trở về bin đều ngồi đợi trên bờ lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn về vùng biển bao la một ngày một câu chuyện về một cá mập khổng lồ đã khiến bin bị mê hoặc người kể chuyện mô tả một con cá mập to lớn có hàm răng sắc nhọn như dao và một đôi mắt lạnh lùng như đại dương vậy cả làng đồn rằng con cá mập này bảo vệ một kho báu cổ xưa ở đáy biển không thể chịu đựng được sự tò mò bin quyết định ra khơi tìm kiếm cá mập khổng lồ cậu chế tạo một chiếc thuyền nhỏ và sẵn sàng hành trình của mình trên con đường tìm kiếm cậu gặp rất nhiều khó khăn và hiểm nguy nhưng mỗi lần gặp khó khăn bin đều nhớ đến hình ảnh của cá mập và sức mạnh của anh trai mình đã truyền lại cho cậu qua những bài học về sự dũng cảm và kiên nhẫn cuối cùng sau nhiều ngày vất vả Bin đến gần khu vực đáy biển mà mọi người đồn đại. Cậu bé thấy một bóng hình to lớn xuất hiện từ đáy biển sâu. Đó chính là cá mập khổng lồ, với vẻ ngoài mạnh mẽ và đáng sợ như trong truyền thuyết. Thay vì tấn công, cá mập khổng lồ đến gần Bin và trong ánh mắt của nó, Bin cảm nhận được sự hiểu biết và sự quyết đoán. Không sợ hãi, Bin nói với cá mập về ước mơ của mình và mong muốn được tìm kiếm kho báu cổ xưa cá mập khổng lồ chỉ về một hòn đảo gần đó và rồi biến mất trong bức tường nước xanh tin tưởng vào lời khuyên của cá mập bin lên đường tới hòn đảo và tìm thấy một kho báu lớn lao với những viên ngọc quý và vàng đầy đặn với kho báu này bin đã trở thành anh hùng của làng và mọi người sống hạnh phúc dưới bầu trời xanh biển bao la còn cá mập khổng lồ dù không còn ở bên bin nhưng sự giúp đỡ của nó đã giúp cậu bé trở thành người mà mọi người gọi là chúa tể của biển cả